Ngọc chào cả nhà hết nha. Ngọc đang đứng ở trước cửa Mary ở vườn cà bông Cách Tà Bạc để review cho cả nhà mình thấy vùng ngoại vùng thôn quê, vùng nông thôn của Ngọc. Êm liềm ha cả nhà. Đường nhà đường dưới là đi xuống dưới bên nhà bạn. Còn ở đây thì căn nhà trắng trắng đó, rồi kế nữa là căn nhà của mình. 1, 2, căn nhà mình thứ 3. Nhà mình thấy sạch sẽ không? Vùng nông thôn thấy rất là sạch sẽ cả nhà. Đường không có chút cái gì bận dơ hết. Còn trên kia là cái nhà thờ đó cả nhà. Đây bên này trước mặt cả nhà cũng là cái Mary. Ngày trước thì chỗ này là Mary, sau này dời qua mới đằng đó. Thì bên này là chỗ này là chỗ người ta vô làm giấy tờ để đăng ký kết hôn, là chỗ này. Còn bên kia là cái chỗ mà xin giấy tờ đủ thứ hết là ở đây, ở bên kia. Nhà mình thấy nó vắng lặng im lìm hết không, tại vì cái còn lạnh đó cả nhà, cho nên là ít có người đi dạo. Đường trên đó là lát xe buýt chạy xuống thì mình hay đi đường đó để mình quay cái căn nhà mà mười mấy năm nay người ta bỏ, ta không có ai mua, cũng không có người tới ở vì bán rất là mắc, mà người ta coi rồi thì người ta cũng dám mua. Thì mình đang đứng ngay chỗ trạm buýt nè cả nhà. Thì cũng review cái vùng nông thôn của mình đang ở Vam Bê cho cả nhà mình được xem, chia sẻ cho cả nhà mình vùng nông thôn ở Vam Bê của mình là yên tĩnh nha cả nhà. Cả nhà nghe tiếng chim không? Chim bắt đầu là nó sắp sửa con nó nở ra, nó sắp sửa xuống con rồi đó, là tháng 3. Mình cũng review chút xíu cho cả nhà mình chiêm ngưỡng cái cái tỉnh chỗ mình ở, tỉnh nhỏ nông thôn thì nó yên tĩnh vậy, ai cũng thích hết cả nhà. Nhất là những người già, người ta on thét đó, là người ta về sống về không còn làm việc, người ta về hưu ở cả nhà. Thì người ta thích sống một cái vùng nông thôn như thế này hơn là ở ngoài phố. Ở ngoài phố thì nó ồn ào, xe cộ cứ chạy tấp nập, thì rất là đông người, cho nên là người ta không có thích thú gì mấy. Người ta thích sống về thôn quê. Mình cũng vậy. Mình thích nhất là cái yên tĩnh hơn là ồn ào.
với lại quầy phố thì nhà một dách với nhau không à, nhà này làm ồn ào thì nhà đằng kia nó gõ vô tùng 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 vậy đó. Cho nên ở quầy phố thì nó bất tiện đủ thứ, mình có tiệc tùng đồ này nọ cũng không có không 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 có mà đó, xe buýt tới nha cả nhà. Thì cái video mình tới đây xin kết thúc nha, xe buýt mình tới luôn, chào cả nhà hết nha. Đang ngồi xe buýt nha cả nhà. Đó, đi ngang qua nhà. Mình ngồi đi theo mình trên xe buýt nha, đi ra ngoài phố nha cả nhà. Dãy nhà mới cắt không nè, đang cắt. Tới đường quốc lộ rồi nha cả nhà. Và tới đường lộ lớn. Quẹo. Rồi. Bắt đầu đi thẳng ra phố luôn. Nay trời nay đẹp nha cả nhà, nhưng mà lạnh. Mình ngồi trên xe rồi, đỡ lạnh. Nha cả nhà, thấy đường lộ lớn chưa? Bên hông toàn là rẫy không nha cả nhà, người ta là làm ruộng làm rẫy hai bên hông.